Con kính lễ sư ạ. Có vị trước thật bắt đầu cái buổi học ôn tập bữa nay, và bữa nay đó thì cũng là cái bữa cuối cùng chúng ta ôn tập các cái phần cơ bản. Và ở trong ví dụ pháp có cái phần cơ bản là cái phần quan trọng nhất, là bởi vì nhờ cái phần cơ bản này các vị có thể tham gia hết tất cả các cái lớp ví dụ pháp. Và các vị biết là cái phần cơ bản mà chúng ta học thì thực sự đây là cái phần mà các ngài luận sư đã đúc kết để đúc ra những cái phần căn bản cho chúng ta theo học các cái lớp trong các cái phần ví dụ pháp. Và nếu không có cái phần này á thì chúng ta rất khó học trực tiếp các cái bộ chánh tạng, bảy bộ ví dụ pháp được. Cho nên là cái phần cơ bản là cái phần mà tất cả những người học ví dụ pháp đều phải cố gắng học. Và ở trong các cái tạng dự pháp đó, ở đây chúng ta có cái lưu ý như thế này, là với bảy bộ dự pháp đó, từ bộ thứ nhất cho đến bộ thứ bảy đó, thì sau khi mà một người học được cái phần cơ bản đó, thì chúng ta có thể bắt đầu học cái bộ ví dụ pháp nào cũng được, chứ không phải là nhất thiết là chúng ta phải học cái bộ thứ hai đến bộ thứ ba học bộ thứ tư. Mà chúng ta sau khi mà có cái phần cơ bản này thì chúng ta có thể bắt đầu học vào cái bộ nào, chẳng hạn như chúng ta học trực tiếp về cái phần bộ thứ bảy là cái phần duyên cũng được. Và trong cái phần cơ bản đó, thì mỗi người học đó, là có thể tự khái quát cho mình những cái nét chính yếu. Và bản thân tôi hướng dẫn cho các vị ở đây đó thì chỉ là những cái gợi ý theo cái bản thân tu học riêng thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, thì nó có những cái yếu lý chung nhất mà một người học ví dụ pháp đó, thì phải nắm được cái điều đó. Trong cái phần cơ bản này đó thì trước hết đó, cái bài học đầu tiên của chúng ta đó và cũng là cái bài học quan trọng, đó chính là một người học phải phân biệt đâu là chân đế và đâu là tục đế. Và cái chân đế và tục đế đó không phải là chỉ học trên cái phương diện này, chúng ta phân tích theo cái biểu đồ ví dụ pháp. Ví dụ như chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ví dụ pháp đó thì bất lượng ai cũng có thể chỉ ra được các cái pháp nào là pháp chân đế, pháp nào là pháp tục đế. Nhưng mà đó là về cái phương diện của biểu đồ thôi. Còn mà về cái ý nghĩa đó thì một người học đó là phải nắm được cái ý nghĩa đó thì chúng ta mới dễ dàng thực tập cái việc thiền định, đặc biệt là đối với cái thiền minh sát. Bởi vì cái đối tượng quán chiếu của vị hành giả đó, thiền minh sát đó, là làm sao để thấy cái thực tính của các pháp qua ba phương diện vô thường, khổ và vô ngã. Và do đó đó là vị hành giả phải hiểu rõ rằng cái đối tượng mà chúng ta đang quán chiếu đó, đó phải là cái đối tượng thuộc về cái pháp, thuộc về cái pháp chân đế. Bởi vì chỉ có cái pháp chân đế đó thì mới có những cái đặc tính đó, còn mà nếu pháp tục đế thì không có. Và do vì những vị hành giả còn lẫn lộn giữa cái chân đế và cái tục đế đó, cho nên tất nhiên là trong cái việc mà chúng ta tu tập cái thiền minh sát thì nó vẫn có những cái lầm lẫn. Và
Như các vị thấy rằng ở trong cái phần thiền chỉ và thiền quán á, thỉnh thoảng có những cái đề mục mà cả được kể cả hai, ví dụ giống như là cái đề mục hơi thở thì cũng bên thiền chỉ cũng có đề mục hơi thở và thiền quán cũng vậy, hay là thân bất tịnh cũng vậy, là cả thiền chỉ và thiền quán. Như vậy thì đối với một vị hành giả tu tập thì rất cần phân biệt đâu là cái đối tượng của thiền chỉ và đâu là cái đối tượng của thiền quán, và chính cái ngõ chân đế và tục đế đó cho chúng ta biết được cái điều đó. Cho nên một trong những cái điều mà chúng ta cố gắng tìm hiểu, nếu các vị nào mà chưa hiểu rõ thì chúng ta cũng cố gắng tìm hiểu làm sao để chúng ta biết được đâu là cái pháp tục đế và đâu là pháp chân đế. Ở đây tôi muốn nói rằng là chúng ta phải hiểu trên phương diện lý, chứ không phải là trong cái cách phân chia chi pháp ở trên các cái biểu đồ, bởi vì cái đó thì ai cũng có thể phân chia được, ví dụ như là 13 pháp giới định hay 13 pháp tục đế, nhưng mà cái thực tế nó cái nào là pháp giới định và tục đế đấy thì đó là một cái vấn đề khó, kể cả những người học nhiều pháp cũng khá lâu mà cũng không có phân biệt rõ điều đó. Đó là điều mà chúng tôi trong cái lớp ôn tập này tôi muốn các vị đặc biệt là lưu ý cái điều đó. Vậy về cái lý thứ hai mà chúng ta học về cái diệu pháp đó là chúng ta hiểu rõ được thế nào gọi là cái pháp hữu vi. Và đây tôi cũng lặp lại là cái pháp hữu vi ở đây không phải là chúng ta biết ở trên cái biểu đồ chúng ta có cái sự có cái quy định là cái pháp nào là cái pháp hữu vi, mà ở đây chúng ta phải hiểu được cái bản chất của cái pháp hữu vi. Đó tất cả những cái gì mà nó thực có, tuy nhiên những cái pháp đó nó luôn luôn là nó do nhân duyên mà nó có, và toàn bộ cái tất cả các cái phần ví dụ pháp mà chúng ta học quá trước đây hay sau này thì tất cả chỉ nhằm một mục đích là để nói rõ về cái đặc tính của các pháp hữu vi. Và khi mà chúng ta học cái đặc tính của pháp hữu vi đó thì một người tu tập cũng thấy ra rằng là trước hết đó, là những cái gì mà chúng ta chấp là ta là của ta vân vân, nó chỉ là một cái tập hợp của một chuỗi nhân duyên. Ví dụ giống như là trong một cái bàn thì ở đó là nó là một cái tập hợp của một số cái thành phần vật chất mà có nên được cái bàn, và cái tập hợp theo cái nhân duyên đó, đó là khi mà cái nhân duyên đó, đó nó thay đổi, nó biến hoại thì cái sự vật đó nó cũng không còn. Và do đó là từ cái đặc tính về cái tam tướng vô thường khổ và vô ngã cho đến cái cách vận hành của nó là theo cái quy luật của nhân duyên, rồi cái quy luật của nhân duyên đó là như thế nào, đó là cái con đường của chúng ta học, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn phải phải nắm bắt cái điều đó. Đó là những cái lý quan trọng mà để mà chúng ta học về cái diệu pháp. Và trong cái phần tiếp theo khi mà chúng ta học về cái diệu pháp đó thì chúng ta sẽ thắc mắc rằng là tại sao là có cái cách trình bày như là tạng kinh, rồi có cái cách trình bày như là cái tạng vi diệu pháp. Thì thật ra đó, để có một cái câu trả lời rõ ràng đó thì chúng ta cái câu trả lời đó, đó nó chính ở trong cái bài học mà các vị đã học. Và ngày hôm nay đó là tôi muốn nhắc lên cái bài học đó như là một cái bài học cuối cùng trong cái buổi, trong cái lớp ôn tập ví dụ pháp. Các cái phần còn lại đó thì có thể các vị theo cái cách mà tôi đã đề nghị để ôn tập cho các vị, vì chắc cũng theo cách đó mà các vị học các cái phần còn lại. Như chẳng hạn giống như là chúng ta học theo một nhóm nào đó, như là một cái nhóm phân tích theo quần sư giới đế, hay là chúng ta học theo một cái sự tương quan giữa cái tâm và cái đối tượng của tâm với các cái thành phần chi pháp như là vật ngôn cảnh sự,
rồi từ hai cách này đó thì chúng ta cũng theo cái cách đó mà chúng ta học các cái phần còn lại. Và ở đây một phần mà tôi cũng bỏ qua không có ôn tập cho các vị, nhưng mà những cái phần này nó khá là quan trọng. Tuy vậy đó thì trong sách vở nó đã có ghi đầy đủ, cho nên tôi không có đề cập, chỉ lưu ý thôi. Đó là cái vấn đề người tỏi. Thứ nhất đó, đây là cái phần mà một người mà muốn học cái bộ thứ sáu, là cái bộ song đối đó, thì rất cần thiết để nắm về cái phần người tỏi. Ở trong cái phần người tỏi đó thì chúng ta có là người tỏi và tâm. Thì khi mà chúng ta học đó đó thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải nắm được rằng là mỗi hạng người như vậy đó, thì lại là có mỗi hạng người có bao nhiêu tâm, rồi trong một cõi như vậy đó thì có bao nhiêu hạng người, và từ đó thì chúng ta biết được rằng trong cõi đó có bao nhiêu tâm, và chúng ta lấy hạng người mà chúng ta tính ra. Ví dụ giống như là chúng ta biết rằng là ở trong cái cõi vô sắc đó thì có bao nhiêu hạng người, và những cái hạng người đó có bao nhiêu tâm nào, thì từ đó chúng ta biết được rằng là trong cái cõi vô sắc có bao nhiêu tâm. Thì cái phần này thì tôi nghĩ rằng là trong sách vở đã có rồi, và cái cách mà để chúng ta nhớ đó, thì mỗi người có một cái cách nhớ riêng. Ví dụ giống như là tôi để nhớ về cái cách đó, đó thì tôi có những cái cách mà tôi loại trừ, chẳng hạn giống như là khi mà chúng ta tính mỗi cái trong 12 hạng người đó đó, thì trước mắt đó là chúng ta có bốn người đạo, thì bốn người nó dễ rồi, bốn người nó chỉ có một cái tâm đạo thôi. Trong 12 hạng người là người đạo là dễ nhớ nhất. Rồi còn lại đó thì chúng ta sẽ tính theo cái loại loại suy theo từng trường hợp. Thứ nhất là chúng ta loại suy theo giữa phàm và thánh. Thì phàm các thánh nó ở chỗ là các ngày đoạn trừ phiền não. Ví dụ giống như là một người tam nhân, thì một người tam nhân nhân nó khác với các vị thánh hữu học ở cái chỗ nào? Chỉ ở một cái chỗ duy nhất, đó là cái số lượng phiền não của người tam nhân thì đủ. Còn đối với các vị thánh hữu học đó, thì các vị thánh hữu học đó, thì tính theo cái phiền não đoạn trừ chúng ta trừ. Chẳng hạn giống như là đối với vị thánh sơ quả thì chúng ta có ba cái phiền não mà vị đó trừ là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì trong đó, đó thì chúng ta trừ bốn cái tâm tham hạp tà, cái tâm hoài nghi, ví dụ vậy. Thì đầu tiên đó, khi mà chúng ta tính người theo bao nhiêu tâm đó, thì chúng ta trước hết là chúng ta lấy cái khía cạnh phàm phu với thánh nhân. Rồi cái thứ hai nữa đó là chúng ta tính theo cái cả các cái bậc thiện chứng. Chẳng hạn giống như là đối với người nhị chân và người người khổ người lạc đó, thì người này không cứ chứng được thiền định, chỉ có người tam nhân mới có thể chứng được thiền định thôi. Cho nên khi mà chúng ta tính về hạng cái những hạng người khổ người lạc người nhị nhân đó, thì toàn bộ những cái tâm thiền đó thì chúng ta bỏ ra rồi, chúng ta còn một cái khía cạnh nữa đó là tính theo cõi. Bởi vì có những cái cõi đó mà có những cái loại tâm nó không có, và cái điều này thì chúng ta cũng phải lưu ý. Chẳng hạn giống như là đối với vị trời Phạm Thiên thì những vị này đó là ở trong một cái điều kiện là không có không về cái điều kiện sinh lý đó, nó khác với cái cõi dục. Chẳng hạn giống như là các vị đó không có cái thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Còn ngoài ra đó thì nó cũng không có, bởi vì cũng là phàm phu thôi, nhưng mà do vì ở cái đặc điểm của cái cõi đó là vị đó từ ly dục mà có, cho nên vị đó cũng không có cái tâm sân ở trong cái cõi đó. Thì nói đến đây đó thì khi mà chúng ta học về Phật pháp đó, thì chúng ta nhớ những có những cái lý pháp quan trọng. Chẳng hạn giống như là tại sao mình có cái tâm sân, bởi vì đơn giản là mình có cái dục ái. Khi mà có cái dục ái đó thì mới có sân, còn nếu mà không có dục ái đó thì không có sân. Đó là về phương mặt về về cái lý như vậy. Do vậy mà trong các cái phiền não của chư vị thánh nhân đó, chúng ta thấy rằng là khi mà vị này đoạn cái phiền não này thì tự nhiên một số cái phiền não khác nó kéo theo đó. Cho nên á, các vị thấy không, về cái phiền não là nó là muôn hình vạn trạng. Chúng ta có thể chúng ta kể rất là nhiều cái loại phiền não khác nhau, nhưng mà đôi khi á,
là trong kinh tùy theo cái trường hợp mà khái quát đơn giản nhất là cái tham sân si, nhưng mà có những cái khái quát khác chẳng hạn, giống như là mặc dù phiền não nó có thể kể đến hàng ngàn nhưng mà có thể khái quát cái loại 10 loại phiền não thôi là đủ. Chẳng hạn giống như là trong trong 10 phiền não mà chúng ta học tính theo các cái thứ bậc các vị thánh và các ngài đoạn trừ đó, thì chúng ta thấy rằng là không có những cái loại phiền não giống như là cái lòng ganh tị vân vân. Nhưng mà thật ra đó, thì cái lòng ganh tị thì nó nằm ở trong cái sân phần, thì một người đã diệt trừ sân đó thì kéo theo đó thì tật lẫn hối cũng có. Thì ví dụ như vậy, thì khi mà chúng ta học Phật pháp đó, thì chúng ta lưu ý các cái lý pháp. Mà đối với tôi đó thì tôi cố gắng làm sao mà các vị Phật tử học viên đó, nhất là trong số đó có những vị bận rộn rất là nhiều công việc, và kể cả những người Phật tử lớn tuổi, đôi khi chúng ta không có thể mà chúng ta nhớ tất cả những cái chi tiết, nhưng mà chúng ta nhớ cái yếu lý thì cái điều đó nó vẫn quý. Đối với tôi đó, cái việc đó nó còn quý hơn là chúng ta nhớ nhiều chi pháp nhưng mà cái lý pháp mình không có nắm. Chúng ta nhớ giống như là chúng ta nhớ bằng cái trí nhớ thì việc đó nó không có quý bằng, bởi vì nó cũng không có lợi ích nhiều cho bằng với một người mà học Phật pháp mà chúng ta thấy ra được cái yếu lý đó. Do vậy trong khi học và cố gắng làm sao tìm ra được cái yếu lý. Thì ngày hôm trước có một vài vị học viên là muốn tôi nhắc lại cái phần tập yếu hiệp. Thì thật ra cái phần tập yếu hiệp này đó là về chi pháp đó thì rất là nhiều, nhưng mà ở đây tôi muốn ôn tập cho các vị trong cái buổi cuối cùng này là về cái yếu lý cũng như là cái dụng ý của các vị luận sư mà khi mà các này cho chúng ta học cái phần yếu hiệp này. Và một người học là chúng ta phải nắm điều đó. Thứ nhất là chúng ta có nhiều cái tập yếu ở đây, tức là những cái phần mà gom thâu các cái phần chính yếu theo một cái chủ đề nào đó. Chẳng hạn giống như là chúng ta có cái phần bất thiện yếu hiệp, hay là giác phần yếu hiệp, hay là tập phần yếu hiệp vân vân. Thì khi mà chúng ta học về các cái đặc tính của các pháp, đây là tâm, đây là sở hữu tâm, đây là các cái đơn vị của sắc pháp, chúng ta mới có học về cái định tính của các pháp. Chúng tôi mượn cái những cái từ bên ngoài để nói đó, và cái định tính của các pháp chứ chứ chúng ta chưa có học đến cái định lượng. Định tính với định lượng là như thế nào? Chẳng hạn giống như là tôi ví dụ như là một cái ly nước mà chúng ta uống đó, thì ví dụ giống như là một cái ly cà phê sữa, thì cũng gồm có những cái thành phần là nước rồi cà phê là sữa đó. Nhưng mà người ta gia giảm cái lượng cà phê nhiều hay là lượng sữa nhiều ít khác nhau, mà nó có thể nó cho ra cái ly cà phê khác nhau. Thì cũng tương tự như vậy đó, là khi mà chúng ta học về các cái định danh thế nào là tâm, thế nào là sở hữu tâm, là chúng ta học về các cái đơn vị của các pháp thôi. Và khi mà Đức Phật ngày thuyết ở trong Tạng Kinh ấy, là nó giống như là một vị thầy thuốc, một vị lương y, mà từ các cái vị thuốc đó thì vị lương y đó mới kê ra những cái toa thuốc, trong cái trường hợp bệnh này đó thì cần những cái vị thuốc nào, trong cái bệnh đối với trong trường hợp bệnh kia đó thì cần những cái vị thuốc nào. Và do đó khi mà chúng ta học đó, thì chúng ta chỉ mới có học từng cái vị thuốc một. Ví dụ giống như là chúng ta được học trần bì là gì, rồi cam thảo là gì vân vân, nhưng mà chúng ta cũng chưa biết, chúng ta cũng không biết cách nào cái bệnh nào đó chúng ta cần dùng cái loại cái vị thuốc đó và dùng với một cái định lượng nhiều ít như thế nào. Cái phần mà được thường được dùng để mô tả ở trong Tạng Kinh á,
là giống như là các cái toa thuốc mà Đức Phật ngài đã kê kê toa sẵn cho mình. Với một cái bệnh phiền não của chúng sinh đó cần những cái loại thiện pháp nào, thì Đức Phật ngài đem những cái thiện pháp đó ngài kể trong một nhóm, chẳng hạn giống như là ngài nói đến năm cái sức mạnh tinh thần. Thì khi mà chúng ta học về các cái pháp thiện thì chúng ta sẽ thấy vô số cái thiện, nhưng mà trong khi đó đó, Đức Phật ngài chọn ra những cái thiện pháp nào giữ cái vai trò chủ chốt trong cái việc giúp cho cái sức mạnh tinh thần đó, thì Đức Phật ngài lấy ra, chẳng hạn giống như rồi Đức Phật ngài lấy ra về cái ngũ lực vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà không có Đức Phật, hay là chúng ta nói cách khác là nó không có người đầu bếp, không có vị lương y, thì tất cả những vị thuốc hay là những cái gia vị đó, chúng ta không có thể chúng ta có được một cái có được một cái thang thuốc uống, chúng ta không có được một cái món ăn, mà nhờ những người đó, bằng những cái gia vị đó, bằng những cái vị thuốc kia mà chúng ta có những cái thang thuốc, những cái món ăn cho chúng ta ăn. Thì khi mà Đức Phật ngày thuyết về cái tạng kinh đó, là giống như là ngài đã làm cái thành phẩm cho mình. Và chúng ta học ví dụ pháp đó, là chúng ta biết rằng trong cái thành phẩm đó nó gồm những cái thành phần nào. Còn nếu người nào không có học ví dụ pháp đó thì chúng ta cũng có thể là chúng ta vẫn có thể tu tập được. Nó giống như là tôi không cần biết rằng là tôi nấu ăn, mà ai nấu sẵn đó, thì tôi cũng có thể tôi thưởng thức. Như vậy là khi đó là Đức Phật này thuyết pháp cho mỗi cái căn cơ, cái căn cơ của chúng sinh cao thấp như thế nào đó, thì ngài đều có thể dạy cho mình tu tập. Và còn đối với người mà có cái kiến thức Phật pháp sâu đó, thì người đó có thể biết rằng là trong trường hợp đó đó, chúng ta cần phải thêm cái gì, bớt cái gì. Thật ra mà nói đó là dù cho là một vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngài chỉ có thể giúp cho được những cái chúng sinh mà đủ cái trí tuệ nhạy bén thôi. Còn trong những cái trường hợp mà những chúng sinh mà thiếu cái tốt duyên trong đời quá khứ đó, thì chúng ta chỉ có thể là chúng ta làm một số cái công đức nào đó, chứ cũng không có thể hoàn toàn là liễu ngộ được. Thì khi mà chúng ta học cái diệu pháp đó, thì chúng ta thấy rằng là cái khả năng giác ngộ đó nó phải là do từ bản thân tu tập của mình. Và cái sự tu tập đó đó, nó có những cái điều kiện. Và một người tu học biết rằng là dù cho mình hiểu cái con đường đi đó, nhưng mà hiện tại đó mình chưa có đủ điều kiện, cho nên mình cũng không có làm được. Tuy nhiên khi mà mình biết cái con đường đi đó, thì mình biết mình sẽ bổ khuyết những cái điều nào mình thiếu. Đó, ví dụ giống như là một sinh viên kinh tế, có thể là học được nhiều cái quy luật về kinh tế đó, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là sinh viên nó ra trường đều có thể làm ăn được khác, là do vì nó còn những cái điều kiện khác, chẳng hạn giống như là chúng ta không có vốn liếng, chúng ta không có làm ăn được. Thì cũng vậy đó, khi mà chúng ta tu học đó rồi, chúng ta mới thấy rằng là trong cái trường hợp do tại sao mà chúng ta không có đắc định, không có đắc tuệ được, và chúng ta thiếu cái yếu tố nào, thì nhờ cái kiến thức Phật pháp mà giúp cho chúng ta biết rằng là mình cần phải làm gì. Và đôi khi chúng ta không có nỗ lực một cái nó không có nỗ lực một cách thái quá, mà nó vượt ngoài cái sức của mình. Chẳng hạn giống như là chúng ta đọc về cái câu chuyện về cuộc đời Đức Phật, và trước cái đêm ngày mà ngày thành đạo đó, thì trong buổi trưa đó, sau khi mà ngày thọ thực cái tâm sữa của bà Sujata đó, thì khi đó ngày đi đến cái cội cây, cái Asatha, sau này khi Đức Phật ngày giác ngộ thì cây đó được gọi là cây Bồ Đề. Thì khi đó đó Đức Bồ Tát ngày đi đến cội cây Bồ Đề đó, ngày có cái quyết tâm là nếu mà ngày không có thể chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì ngài sẽ không rời cái gốc cây đó. Và cái quyết tâm đó đó, nó chỉ có được từ cái kết tinh của một người đã tu tập từ 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Chứ nếu mà một người bình thường như chúng ta đó,
mà chúng ta nếu mà chúng ta có cái quyết tâm lớn như Bồ Tát đó, thì chúng ta chỉ chết thì chúng ta không giác ngộ, bởi vì chúng ta không có cái điều kiện đó. Và trong kinh cũng có kể có những cái trường hợp, không biết rằng ở đây các vị Phật tử học viên này, chúng ta nhớ cái giải thoại của một vị du sĩ tên là Ba Giá. Cái ông du sĩ là ông đi thuyền, ông bị đắm rồi lên cái đảo, rồi ông quần áo rách rưới, ông lấy cái vỏ cây mà ông mặc đó. Thì cái câu chuyện, cái câu chuyện đó là ổng là vị này là trong thời Đức Phật Kassapa đó, là kinh kể rằng là khi đó cái thời kỳ mà giáo pháp của Đức Phật nó cũng suy đồi, cũng có thể rằng là giống như là cái trường hợp Phật pháp của chúng ta ngày hôm nay vậy đó. Thì tiền thân của ngày Ba Giá, ngày cùng với 6 vị tỳ kheo khác nghĩ rằng là cái đời sống tu tập mà như chúng ta ngày hôm nay đó, thì sẽ đọa thôi. Do vậy mà 7 vị tỳ kheo này lại quyết tâm đi tìm một cái nơi nào đó thanh vắng để tu tập. Và các vị đó có một cái quyết tâm rất là lớn, tức là vị này tìm đến một cái đỉnh núi cao, mình nghĩ rằng là trên đó mình có thể ở được một cái thời gian. Và cái đỉnh núi vị này, các vị này quyết tâm lớn đến mức độ đó, là tìm một cái đỉnh núi, mà cái đỉnh núi này đi lên đi xuống rất là khó khăn. Từ khi là mình phải làm một khéo léo, một cái bậc cái cây thang dây đặc biệt lắm mà có thể leo nó được. Và với một cái quyết tâm rằng là khi mà mình leo lên nó rồi đó, thì mình phá hủy cái thang dây đó, để rằng là chỉ có một cái con đường tu thôi, không có một con đường trở xuống. Và những vị này mới quyết tâm rằng là chỉ có xuống núi đó khi nào mà mình chứng được thánh quả thôi. Và cái kết quả đó là chỉ có 2 vị tỳ kheo chứng quả thôi, còn 5 vị còn lại đó thì không có chứng được gì hết, mà các vị phải chết ở trên đó. Rồi. Thì chúng ta thấy rằng là thật ra đó thì cái con đường tu tập của nó rồi hỏi có rất là nhiều cái yếu tố, các cái điều kiện, và chỉ khi nào mà mình có những cái điều kiện đó rồi đó thì mình mới có thể mình thành mạng được. Thì cái công việc mà học Phật pháp của chúng ta đó là nó không phải là nó là cả đời này mà nó là cả cái đời sau nữa. Và do vậy đó, khi mà học Phật pháp nói chung, ví dụ pháp nói riêng đó, là phải học bằng một cái sự cẩn trọng, mà giống như là trong cái bài kinh Xà Dụ mà Đức Phật ngày dạy rằng là giống như là một người bắt rắn vậy, nếu mà không khéo, không có cẩn thận thì rất có thể là mất mạng. Thì là ngài nói rằng là cái việc mà khi mà mình bắt rắn mà không có cẩn thận, nó không có nguy hiểm bằng mình tu tập không cẩn thận. Bởi vì mình tu tập không cẩn thận, mình có những cái tà kiến thì nó không phải là nó chỉ hại cho mình một đời, mà nó hại cho mình nhiều đời. Và đôi khi nó không phải là hại cho bản thân mình, mà nó hại cho nhiều người nữa. Là bởi vậy đó mà những người Phật tử mà khi mà chúng ta đến với Phật pháp đó, dành nhiều cái thời gian để mà chúng ta tìm hiểu giáo lý đó, đó là một điều rất là quý. Để trở lại cái bài học ngày hôm nay, đó là khi mà chúng ta học đến cái phần mà yếu hiệp đó, thì trong đó chúng ta thấy rằng là tất cả các cái chi pháp đó được kể ra theo cái hình thức là đã thành phẩm. Đã thành phẩm ở đây tức là Đức Phật này đã nhóm lại các những cái pháp, bao nhiêu cái pháp thiện nào đó đưa đến giác ngộ, rồi bao nhiêu cái pháp thiện nào đó mà làm cái sức mạnh tinh thần vân vân. Thì Đức Phật khi mà chúng ta học về các cái phần yếu hiệp này thì đó là cái câu trả lời chúng ta hiểu rằng là tạng kinh là gì và tạng vi diệu pháp là gì. Và khi ở trong cái phần yếu hiệp này đó thì chúng ta sẽ thấy ra rằng là cái việc mà cái lợi ích mà chúng ta học cái tạng vi diệu pháp đó là để chúng ta hiểu rõ ràng hơn về cái lời Phật dạy, đó chính là cái trong cái những cái phần yếu hiệp này. Vậy thì toàn bộ cái phần yếu hiệp này đó thì thật ra đó tất cả những cái chi pháp này đó là được kể ở trong cái tạng kinh, nhưng mà được khi mà
lấy ra những cái phần yếu hiệp đó đó để chúng ta biết rằng là ở trong cái lý pháp đó đó được có bao nhiêu là cái thành phần của cái pháp chân đế. Thì nó cũng giống như là chúng tôi nói các vị đó là cái tạng kinh đó, nó giống như là một cái thành phẩm, một cái bánh, một cái ly nước mà đã được một người thợ nấu, họ đã làm sẵn cho mình. Còn mà chúng ta học cái vi diệu pháp đó là chúng ta biết rằng là trong cái ly nước đó đó nó có những cái thành phần gì, và một người tu mà có kiến thức Phật pháp đó thì chúng ta giống như là một người mà chúng ta đang ăn một cái món nào đó, chúng ta đang uống một cái loại nước nào đó, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thêm vào gia vị cho nó hợp với khẩu vị của mình, giống như là chúng ta thêm một ít muối hay một ít đường thì cũng vậy đó. Với một người mà có cái kiến thức Phật pháp đó, trong khi mà tu thiền định đó, thì vị đó hiểu rằng là trong trường hợp này chúng ta nên tu cái pháp môn này trong cái thời khắc khác với một cái tâm lý khác đó, thì chúng ta tu cái pháp môn khác. Ở các cái thiền viện đôi khi có những cái chương trình để phổ cập với tất cả các cái vị thiền sinh, cho nên có những cái bài học giống nhau theo cái thời khóa biểu, chẳng hạn giống như là buổi sáng đó, thì chúng ta thực tập như thế nào, buổi chiều chúng ta thực tập như thế nào và buổi tối như thế nào. Và trong khi thực tập như vậy đó thì để cho một vị thiền sinh không có lan man, cho nên vị thiền sư đó, đôi khi hướng dẫn một cái phương pháp nào đó thôi. Chẳng hạn giống như là có cái trường thiền đó, thì đặc biệt hướng dẫn về cái cách mà theo dõi hơi thở. Thì trong cái thiền viện đó, đó là vị thiền sinh đó là làm sao chỉ chuyên chú cái hơi thở. Và cái việc đó đó nó có đôi khi là nó không phù hợp đối với một số người. Thì với một người mà hiểu nhiều về cái pháp tu á, thì vị đó biết rằng là trong cái tâm lý này ta không có thể theo dõi hơi thở mà ta có thể theo dõi một cái pháp môn học khác. Và Đức Phật ngày khi mà ngài nói đến cái sự học thời đó thì ngài cũng nói đến cái điều đó, chứ không phải là cái thiện pháp lúc nào chúng ta cũng tu cũng được. Chẳng hạn giống như là thất giác chi thì có những khi á, thì cần phải tu tập hỷ giác chi, mà có những khi á, là phải tu tập xả giác chi, và cái giác chi nào á, thì lúc nào cũng cần, vân vân. Thì ngay cả một cái thiện pháp như vậy đó, thì cũng còn phải làm đúng cái thời điểm đó, thì nó mới có kết quả tốt. Và để làm cái điều đó, đó chỉ trừ khi mà vị thiền sinh đó, vị hành giả đó chính mình là người thầy của mình, thì khi đó chúng ta mới có thể có khả năng làm điều đó, còn không thì chúng ta không có thể. Trở lại đó, thì ở trong các cái yếu hiệp này thì chúng ta hiểu một cái yếu lý chung như là như thế này, là tất cả các pháp được kể trong cái phần yếu hiệp là những cái pháp mà Đức Phật ngài đã chọn lấy từ những cái đơn vị thiện và ác mà chúng ta đã học trong cái phần cơ bản trong 121 tâm và 52 sở hữu đó. Thì chúng ta mới hiểu ra rằng từ những cái thành phần đó mà Đức Phật ngài đã bóc tách ra tùy theo cái khía cạnh mà Đức Phật ngài chọn ra những cái bất thiện nào. Chẳng hạn giống như là nói về cái sự chấp thủ, thì Đức Phật ngài thuyết về tứ thủ, thì trong đó là có dục thủ với thập thủ vân vân. Thì khi đó là Đức Phật ngài đã chọn ra những cái pháp này đó là nó trói buộc chúng sinh, hay là những cái pháp này khiến cho chúng sinh chìm đắm, hay là những cái pháp này đó là khiến cho cái tâm của chúng sinh là hướng thượng. Thì chọn cái phần tập yếu hiệp này á, chính là cái câu trả lời về cái sự tương quan giữa cái tạng tinh và tạng vi diệu pháp. Vậy thì những người Phật tử nào mà không có thời gian, hoặc là những người Phật tử lớn tuổi, chúng ta không có thể nhớ là thế nào là tứ thủ, thế nào là tứ bột, tứ vượt, tứ kết, vân vân, thì chúng ta nói cái yếu lý chung như vậy. Rồi khi mà chúng ta có cái thời gian rồi đó, thì chúng ta có thể chúng ta tìm hiểu thêm về, chúng ta nhớ về các cái chi pháp. Còn mà nếu không có thì chúng ta nhớ theo các cái lý pháp. Và ở đây thì đặc biệt tôi cũng khuyến khích cái điều đó. Chẳng hạn giống như là đôi khi các vị Phật tử lớn, các vị Phật tử mà có hiểu biết thì nó không vấn đề. Nhưng mà có một số Phật tử, có một số học viên, nhất là ngày xưa khi mà tôi học
còn nhỏ đó thì chưa tăng dạy như thế nào đó, thì học như vậy đó. Thì có đôi khi mình không có biết rằng là tại sao cũng cái chi pháp đó nó giống nhau, mà có khi đó thì kêu là bọc, có khi thì kêu là vượt, có khi kêu là kết. Thật ra lúc đó tôi học là tôi không không có hiểu cái điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là cũng cái chi pháp đó chẳng hạn giống như là cũng là tâm tham, nhưng mà tùy theo cái khía cạnh mà Đức Phật này diễn đạt nó khác nhau. Chẳng hạn giống như là cũng một người đó, nhưng mà người đó ở trong trường đó thì người đó là hiệu trưởng, người đó ở trong làng xã người đó có thể là vị chủ tịch, là phó chủ tịch vân vân. Như vậy thì chúng ta không có thắc mắc là tại sao cũng một người đó khi thì gọi như thế này, khi là như thế kia. Nó tùy theo cái vai trò, tùy theo cái khía cạnh mà được nói. Thì ở trong kinh cũng vậy đó, rất là nhiều cái pháp mà chúng ta thấy về cái nội dung đó, thì là giống nhau, nhưng mà tại sao đó là khi được gọi tên này, khi gọi tên kia, cũng là cái việc vì lý do đó. Cho nên khi mà chúng ta học về các cái phần bất thiện yếu hiệp đó, thì các vị thấy đôi khi chi pháp đó, trùng nhau rất là nhiều, từ dục kết vượt vân vân. Thì chẳng qua đó là do vì cái khía cạnh mà Đức Phật này nhắm đến cho nên có cái tên gọi khác nhau, chứ chúng ta không có thắc mắc cái điều đó. Vậy thì khi mà cái phần cơ bản này mà các vị nào mà chúng ta nắm được rồi đó, thì hoàn toàn chúng ta có thể đi xa về, chúng ta có thể học nhiều về vi diệu pháp được. Thì tôi trở lại vài cái phần mà chúng ta cố gắng chúng ta nhớ, trong đó bắt buộc đó là chúng ta phải nhớ cái biểu đồ vi diệu pháp, tức là chúng ta phải nắm được hết tâm sở hữu sắc pháp niết bàn, trước hết là về ý nghĩa. Rồi thứ hai nữa đó, thì cái sự tương quan giữa tâm và sở hữu, một tâm có bao nhiêu sở hữu và một sở hữu có thể đi với bao nhiêu tâm, đó là cái phần này chúng ta phải nhớ. Rồi cái thứ hai là chúng ta học về cái sự tương quan giữa giữa cái giữa một chúng sinh và cái thế giới xung quanh. Chẳng hạn giống như là khi mà chúng ta tiếp cận cái ngoại cảnh ở bên ngoài như thế nào, thì cái sự tương quan đó chúng ta có những cái pháp như là vật môn cảnh sự. Rồi chúng ta nắm cái tiến trình sinh diễn của tâm pháp và sắc pháp, đó là lộ tâm và lộ sắc. Thì nếu mà các vị nào mà chúng ta nắm được những cái phần chính yếu này rồi đó, thì các cái phần chi tiết còn lại đó thì chúng ta bổ khuyết sau. Chẳng hạn như hoàn toàn có thể các vị không có nhớ rõ rằng là 21 cảnh là gì, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải nhớ cảnh là cái gì. Chúng ta biết rằng là cảnh là đối tượng tâm. Nếu mà chúng ta không nhớ hết 21 cảnh mà chúng ta nhớ cảnh là đối tượng tâm, chúng ta ví dụ như vậy, thì trong các cái phần nào, bất luận cái chi pháp nào, bao nhiêu chi pháp không biết, nhưng mà chúng ta lấy ra cái chính yếu trước là như vậy đã đủ. Chúng ta không cần phải nhớ rằng là 21 cảnh là có những gì, mà chúng ta cần biết rằng là cảnh là cái gì, và chúng ta biết cảnh là cái đối tượng tâm, như vậy là được. Rồi nếu mà khá hơn nữa thì chúng ta biết rằng là cái tâm của chúng ta để biết cảnh ở bên ngoài đó là nó có năm cái giác quan vật chất, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và một cái giác quan còn lại đó là thuần túy tinh thần, đó là ý. Thì do vì chúng ta có năm cái giác quan đó cho nên hẳn nhiên là có năm cái đối tượng cho giác quan đó, như vậy chúng ta có năm cảnh. Và còn một cảnh nữa là cái đối tượng cho thuần túy cái ý, như vậy là cảnh pháp. Vậy thì trong 21 cảnh, nếu mà không nhớ hết thì chúng ta nhớ về cái cảnh là cái đối tượng của tâm một cũng được. Khá hơn nữa thì chúng ta nhớ rằng là mình có 6 cái giác quan, 5 cái vật chất và một cái thường ý, thì chúng ta có cái 6 cảnh. Thì không nhớ được 21 cảnh, chúng ta nhớ được 6 cảnh, ví dụ vậy. Thì trong các cái pháp khác cũng vậy. Thì các vị đừng có ngại vì cái chi pháp quá nhiều, mà chúng ta nắm cái ý chính của cái chi pháp đó, nhớ một cũng được. Nhất là các vị lớn tuổi thì chúng ta cũng khuyến khích như vậy. Bởi vì có những cái là chúng ta không cần nhớ, nó cũng không có ngăn ngại. Và hơn nữa ngày hôm nay chúng ta có sách đó, là chúng ta có thể chúng ta tra cứu
Tôi tình cờ tôi đọc một cái câu chuyện về nhà bác học Einstein, tức là ông đưa ra cái thuyết tương đối. Ông nói đối với ông ấy, khi mà ông ngồi cái ghế nhà trường ấy, thì ông sẽ không học cái gì nếu điều đó trong từ điển bách khoa có thì ông không cần phải học. Và đối với tôi đó thì cũng đó là một cái gợi ý hay, tức là chúng ta không, ngày hôm nay ấy, với cái điều kiện thật sự mà nói thì kinh sách nó cũng dồi dào rồi, và do đó khi mà chúng ta học cái diệu pháp đó, là chúng ta chỉ học cái gì mà nó thuộc về cái lý mà ở trong đó rất có thể chúng ta đọc sách chúng ta không biết, còn cái gì mà ở trong sách mà có kể đầy đủ rồi thì chúng ta có thể và chúng ta không cần nhớ. Chẳng hạn giống như là 16 cái tầng trời sắc giới, các vị Phật tử học viên lớn tuổi chúng ta không cần nhớ là tầng sơ thiền có bao nhiêu phổi, nhị thiền có bao nhiêu phổi, vân vân, là chúng ta nhớ 16 cái tầng thiền sắc giới, là đó là những cái tầng thiền dành cho những người mà đã chứng thiền, do vì họ đã ly dục, tức là họ không còn có thể sanh về cái cõi dục giới, tuy nhiên thì họ vẫn chưa đạt được cái tầng thiền vô sắc, cho nên họ sanh về cái cõi sắc giới vậy thôi. Còn nếu mà các vị nào mà chúng ta có thể chi tiết thêm một chút thì chúng ta nhớ là cái tầng thiền sắc giới đó thì có hai, đó là một dành cho các vị phàm, hay là dành cho phàm và hai hai thánh hữu học thấp, còn một cõi đó thì thuần túy là cái cõi của các vị thánh, đó là tịnh cư. Rồi chúng ta có thể là nếu mà nhớ thêm một chút nữa thì chúng ta nhớ rằng là ví dụ như là mỗi cái tầng thiền đó, thì nó cứ ba ba như vậy đó, thì bốn cái tầng thiền như này, sơ thiền có ba, nhị thiền có ba, tam thiền có ba, chuyên thức thiền là có bảy, là do thì có thêm năm cái tịnh tư và hai cái mà một vô tưởng và một vô quán vô quả vân vân. Thì ở đây chúng ta chỉ gợi ý thôi, nhưng mà cũng mong rằng là khi mà chúng ta gặp cái con số nhiều quá đó thì các vị đừng có ngán mà các vị nghĩ là mình học không được mình bỏ. Đối với tôi là cái việc đó nó phí, bởi vì có đôi khi một người mà biết nhớ nhiều cái chi tiết mà không có hiểu cái lý pháp đó, nó không bằng chúng ta hiểu cái lý pháp mà chúng ta có thể không cần nhớ. Thật sự mà nói rằng là ngay cả tôi có nghe một lần có một ngày tâm tạng, ngày tâm tạng thứ chín thì phải, có lần có ngày ghé ngày ở đây ngày nghỉ ở tại chùa Xử Lý này, thì tôi có hỏi ngài rằng là ngài có còn nhớ hết những cái điều ngài đã học hay không, thì ngài nói rằng là thật sự làm sao mà nhớ, ngài vẫn quên, trừ khi là thánh trí chứ còn phàm phu thì nó phải quên. Nhưng mà ngài nói là ngài cũng ngài không có nói trực tiếp thì tôi không nghe tiếng miếng được, mà qua một vị thông dịch là ngài nói rằng là ngài cũng cái quan trọng là mình học Phật pháp là mình nhớ cái yếu lý. Thì cái tôi lại là tôi đặc biệt tôi tâm đắc cái điều đó, cho nên khi mà nói học cái diệu pháp mà có nhiều cái chi pháp như vậy đó, thì có nhiều Phật tử lớn tuổi từng ngày đó, thì tôi cũng nhắc lại cái câu nói của ngài, tức là học làm sao mà chúng ta nắm được cái yếu lý đó. Giống chẳng hạn giống như là các vị không có nhớ 12 nhân duyên, nhưng mà chúng ta biết rằng là sở dĩ mà có cái dòng tương tục luân hồi từ cái đời này sang cái đời khác đó, là bởi vì do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do cái này diệt mà cái kia diệt. Và thật ra đó, khi mà Đức Phật ngài thuyết về cái giáo lý duyên khởi đó thì ngài cũng đã tóm tắt cho chúng ta cái điều đó rồi, và do đó chúng ta cũng không có ngạc nhiên. Và tại sao mà ngài Xá Lợi Phất ngài nghe ngã sẽ chí thuyết có một câu pháp ngài giác ngộ, hay là ngài Ba Hí Giá khi mà nghe Đức Phật ngài thuyết một câu tệ ngôn ngắn đã giác ngộ, là bởi vì Đức Phật hay là ngã sẽ chí trong trường hợp đó các ngài nói đến cái yếu lý. Và ngay cả khi đó ngài Xá Lợi Phất hay là ngài Ba Hí Giá các vị đó cũng không có biết hết duyên sinh, nhưng mà các vị đó giác ngộ bằng cái yếu lý của duyên sinh. Còn với một người mà dù cho có nhớ được hết tất cả các cái chi pháp về duyên sinh nhưng mà không nắm được cái yếu lý thì chúng ta cũng không có hiểu sâu về Phật pháp. Thì ngày hôm nay trong cái buổi cuối cùng tôi ôn tập bài cả cái phần đại cương đó, thì tôi cũng có vài điều chia sẻ cho các vị, bởi vì tôi nghĩ rằng là sở dĩ mà tôi kết thúc cái lớp học ôn tập đó, là hiện nay là cũng do vì ở trên các cái
các cái lớp học online thì nó cũng quá nhiều rồi, và có nhiều Phật tử học viên là một ngày học học hai ba lớp, mà tôi nghĩ rằng là cái việc đó thì nếu mà chúng ta ôn tập đó, đôi khi nó cũng thừa cho các vị. Rồi đôi khi có những vị là thấy chưa tăng giải thì đưa học thôi, chứ còn đôi khi các vị đã học rồi. Do vậy mà cái lớp học này, cái phần ôn tập này chúng tôi dừng lại buổi nay, và cái phần sau đó thì cái phần đó chúng tôi chỉ trình bày riêng về 40 cái 40 cái đề mục chỉ tỉnh thôi. Chứ còn mà không có lặp đi lặp lại những cái phần này nữa. Thì các cái phần này thì tôi nghĩ rằng là tôi những cái gì mà cần ôm thì tôi cũng ôm, còn những cái phần khác đó thì trong sách đó đã có nhiều. Thật ra đó thì cái buổi đầu đó là tôi định ôm về các cái pháp quyền, pháp trưởng, pháp đạo và các cái chi thiền, để mà các vị học ở trong cái lớp duyên hệ. Chẳng hạn giống như là khi mà chúng ta nói đến các cái chi đạo á, thì chúng ta chỉ thường thường nhắc đến cái bát chánh đạo, nhưng mà cái đạo duyên ở trong duyên hệ đó thì chánh cũng nói và tà cũng nói. Hay cái gì là cái con đường mà dẫn đến, dù nó dẫn đến đâu thì cũng được kể là đạo hết. Dẫn lên trời cũng là đạo, dẫn niết bàn cũng là đạo, mà dẫn xuống địa ngục đó thì cũng là đạo. Và cho nên khi mà học về duyên hệ đó thì các vị cũng không thắc mắc rằng là tại sao mà bắt chánh đạo rồi bây giờ còn còn sao tới mười mấy cái đạo, tại vì chánh đạo thì dẫn đi chỗ khác mà tà đạo thì nó cũng là con đường chứ. Các vị không không thắc mắc như vậy. Như vậy thiền cũng vậy, thiền đó, tức là nói về cái chi thiền, chẳng hạn như là chúng ta học về các cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc, tầm tứ hỷ lạc định, và cái chi thiền đó sở dĩ gọi là chi thiền tức là nó có cái khả năng là nó đối chọi lại những cái pháp đối nghịch. Bởi vì cái thiền được theo nghĩa, hiểu theo cái nghĩa đen, tức là thiêu đốt những cái gì mà đối nghịch. Nhưng mà cái thiền duyên á, thì không phải là chỉ có thiêu đốt các cái bất thiện thôi, mà ngay cả thiêu đốt cái pháp thiện pháp thì cũng được kể vào thiền. Thành ra đó, về cái chi thiền trong thiền duyên á, thì kể rộng hơn là các cái chi thiền mà chúng ta thường học. Thì các cái phần còn lại cũng vậy. Thì ở đây thì tôi sở dĩ mà tôi không có ôm lại thì tôi nghĩ rằng là tôi chỉ nói trong 1-2 phút thì các vị cũng nắm được. Nếu vị nào ở đây sau này chúng ta có học, nếu vị nào ở đây có học cái lớp chuyên hệ thì chúng ta cũng sẽ không có thắc mắc. Và cái phần này có lẽ là một các vị ở đây chúng ta đã học rồi, hoặc là vị nào chưa có học quá thì chúng tôi nói để cho các vị không có thắc mắc điều đó. Rồi còn cái phần còn cái phần 40 cái phần thiền 40 cái đề mục chỉ tỉnh thì tôi sẽ có cái thông báo cái thời gian sau cho các vị, bởi vì cái tuần sau là cái tuần tôi có công việc ở ngoài Bắc, cho nên là cái tuần sau tôi chưa có bắt đầu được. Thì sau cái tôi đi ở đó về tôi sắp xếp với công việc thì tôi nghĩ cũng cái thời gian học thì cũng sẽ là cùng với cái giờ học này, tức là 7 giờ tối ngày chủ nhật. Thì chúng ta mỗi ngày mỗi tuần thì chúng ta có 1 giờ như vậy, thì tôi cố gắng, tôi cũng chưa biết rằng là cái phần này tôi sẽ trình bày bao nhiêu tuần, thì nhưng mà tối thiểu thì tôi cũng vì một cái lời hứa của một số vị học viên thì tôi cố gắng là tôi dạy cái 40 cái đề mục chỉ tịnh đó. Rồi sau cái 40 đề mục chỉ tịnh đó thì chúng ta sẽ kết thúc hoàn toàn cái lớp học này, và lúc nào đó hữu duyên thì tôi sẽ tiếp tục cái lớp học lại. Và buổi học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, chúc các vị ăn vui. Con kính tri ân sư ạ. Dạ. Sa đâu dạ con kính tri ân sư kính tri ân sư dạ con kính tri ân sư.